Hoan hỷ chào đón quý cô bác đến với kênh Thông tin Tri thức tốt. Chúc quý cô bác ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong video này, chúng tôi xin chia sẻ về tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, bao gồm 3 phần. Phần 1 là luận giải tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trên các phương diện: công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Phần 2 là luận giải tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 theo từng tháng trong năm. Phần 3 là cách cúng sao giải hạn cho quý bạn tuổi Mậu Ngọ 1978. Quý bạn tuổi Mậu Ngọ 1978 nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía bên dưới, để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chi tiết ngay bây giờ. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ mùng 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979 dương lịch thuộc tuổi Mậu Ngọ, cầm tinh con ngựa. Với thiên can Mậu, địa chi Ngọ, giải nghĩa chi tiết là cứu nội chi mã, ngựa trong chuồng. Mệnh hỏa, thiên thượng hỏa. Năm Giáp Thìn 2024 có thiên can Giáp, địa chi Thìn, ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Quý bạn tuổi Mậu Ngọ 1978, mệnh hỏa gặp năm hỏa, bình hòa. Thiên can Mậu gặp Giáp, tương khắc. Địa chi Ngọ gặp Thìn, bình hòa. Luận giải theo ngũ hành thì năm nay quý mệnh chủ đạt được 6 trên 10 phần hợp với năm Giáp Thìn 2024. Mời quý mệnh chủ xem luận giải chi tiết để biết rõ hơn về tử vi trong năm của bản mệnh trên nhiều phương diện như công danh sự nghiệp, tài lộc, hôn nhân gia đạo và đặc biệt về sức khỏe. Đồng thời dễ dàng đưa ra những biện pháp giải hạn sao phù hợp giúp quý mệnh chủ đón chờ một năm mới cát lành, bình yên. Về phương diện công việc, sự nghiệp, theo tử vi học dự báo, vận trình công danh sự nghiệp của quý mệnh chủ trong năm nay tương đối ổn định. Năm này, nếu quý bạn biết cách vận dụng sự khôn khéo vốn có và luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi vấn đề, thì có thể khía cạnh công việc sẽ tiến thêm được một bước xa hơn. Riêng với người đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thì cần phải bản lĩnh hơn nữa trên chiến trường. Sự kiên định, nhạy bén và khả năng ra quyết định chuẩn giúp mệnh chủ sẽ thu về được nhiều khoản lợi nhuận lớn trong năm. Về phương diện tài chính, phương diện tài chính trong năm nay của bản mệnh cũng khá dư giả. Tuy nhiên, để bảo toàn tối đa số tiền kiếm được, mệnh chủ cần ưu tiên tích lũy, cân nhắc kỹ lưỡng trước các lời mời hợp tác làm ăn. Tuyệt đối không đưa ra quyết định khi trí chưa thông, tâm chưa sáng. Về phương diện tình duyên, gia đạo, đời sống gia đạo của quý bạn trong năm nay chủ về bình yên và êm ấm. Với sự khéo léo và khả năng kết nối tuyệt vời, bản mệnh rất giỏi trong việc giữ gìn hòa khí gia đình. Nhưng gặp hạn sao vân hớn, đôi khi bản mệnh sẽ bực tức vì những điều không đáng có. Quý bạn nên chú ý lời nói, đừng nên giận quá mà ảnh hưởng đến tình cảm, hòa khí gia đình. Nếu không may có xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến một số mối quan hệ, quý mệnh chủ cũng đừng quá lo lắng. Nếu biết nhìn lại sự việc, tìm điểm đúng sai để sửa chữa, thì về sau, đôi bên sẽ thêm hiểu rõ nhau hơn, tình cảm thêm bền chặt. Về phương diện sức khỏe, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bản mệnh luôn muốn mọi thứ đều phải chu toàn. Điều này vô hình khiến mệnh chủ rất dễ vướng phải những tâm tư sầu não không mong muốn. Những lúc ấy, quý bạn cần nhanh chóng tìm cách để giải tỏa, tránh để về lâu về dài, khía cạnh thể chất bị ảnh hưởng. Những hoạt động vui chơi ngoài trời, các buổi picnic ấm cúng, những giây phút thiền tịnh đơn giản cũng đủ để bản mệnh nhanh chóng cân bằng được cảm xúc. Ngoài ra, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc cũng là cách giúp quý bạn luôn có thể duy trì khía cạnh sức khỏe ở mức tốt nhất. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, mệnh chủ nên dành chọn thời gian này để tận hưởng những giây phút ý nghĩa bên gia đình. Tháng 2, bản mệnh nên bình tĩnh, xem xét lại các kế hoạch một cách kỹ lưỡng,
trước khi bắt tay vào hành sự. Tháng 3, đây là thời điểm tốt để quý bạn triển khai các kế hoạch đang ấp ủ. Tuy nhiên, các bước tiến hành phải thật sự thận trọng, tránh tin người quá thể. Tháng 4, vận trình công việc, tài chính có dấu hiệu khởi sắc. Tháng 5, bản mệnh nên chú ý cân đối lại thời gian sống và làm việc của bản thân, tránh để guồng quay công việc khiến mệnh chủ bỏ lỡ những giây phút ý nghĩa bên gia đình. Tháng 6, tài vận trong tháng gặp nhiều may mắn, song bản mệnh cần ưu tiên tích lũy nếu muốn có được một khoản dư lớn cho những dự định tương lai. Tháng 7, mọi phương diện trong cuộc sống đều đang phát triển đúng như mong đợi, công việc thuận lợi, tài chính đủ đầy, đời sống gia đạo êm ấm. Tháng 8, đây là lúc quý bạn cần tránh mở rộng kinh doanh. Thay vào đó, nên tập trung ưu tiên phát triển các kế hoạch đã và đang được triển khai. Tháng 9, vận trình xuất hiện một số trở ngại nhất định. Lúc này, chỉ cần bản mệnh bản lĩnh hơn, kiên cường hơn, thì mọi sự sẽ được trải qua một cách êm đẹp. Tháng 10, tiếp tục phát triển đầu tư, mở rộng kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra sẽ giúp quý bạn thu về được nhiều khoản lợi nhuận hấp dẫn. Tháng 11, mệnh chủ không nên đặt lòng tin quá nhiều vào những mối quan hệ xung quanh để tránh bị hụt hẫng. Tháng 12, cuộc sống cuối năm nhìn chung khá viên mãn, mọi nỗ lực của quý bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm nay, quý bạn gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn hay còn gọi là Hỏa Đức Tinh Quân là vị thần trông coi sao Hỏa. Tuy nhiên sao Vân Hớn không phải là sao tốt, bởi sao Vân Hớn là một hỏa tinh rất xấu cho cả nam mạng và nữ mạng. Bản mệnh gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, bản tính trở nên bảo thủ, không thích sự đổi mới. Vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm giữ miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Gia đạo bất an, buồn phiền nhiều hơn vui vẻ. Đất đai, tài sản bất thịnh. Là vì sao hung tinh bị nhị bát khẩu thiệt, tức tháng 2, tháng 4 và tháng 8 rất kỵ. Do vậy, người bị sao này nên thận trọng lời nói để tránh sự tranh chấp bất lợi đưa đến kiện tụng. Việc làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng ốm đau bệnh tật. Tuy vậy, sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Cách thức cúng dâng sao Vân Hớn. Mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 15 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính nam khấn vái. Nam phương bình đinh hỏa đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên tờ giấy màu đỏ ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, nam phương bình đinh hỏa đức tinh quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó mặt hướng về phía chính nam, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ. Qua 11 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn ngũ mộ. Gia chủ gặp hạn ngũ mộ sẽ hao tài và bất an. Quý bạn không nên mua đồ lậu và đừng nên cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay vạ gió. Cần đề phòng việc hao tài mất của, tránh mua những đồ không có hóa đơn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ. Thứ nhất, gia chủ nên tích cực làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, xẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, nên thận trọng trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí hao tổn. Thứ tư, hiện tượng hao tốn tiền bạc một phần do phong thủy nhà không tốt.
Đứng về góc độ lý khí, nếu tại vị trí hướng tinh không đắc cách vượng hướng thì tiền bạc khó tụ. Đặc biệt vào những năm lưu niên thái tuế, ngũ hoàng, nhị hắc của năm bay đến hướng cửa trước của căn nhà. Điều này cần sử dụng la kinh đo đạc, nghiên cứu, phân tích và có biện pháp hóa giải đúng cách mới mang lại hiệu quả cao. Thứ năm, cần nghiên cứu kỹ hạn năm, hạn tháng trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng đầu tư dẫn đến sai lầm. Thậm chí có thể xem thêm hạn tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ hao tốn tiền bạc của cải.